Long, huynh không sao chứ? Bảo Quyền, muội làm gì ở đây vậy? Mã Mạnh Khởi, Mã Mạnh Khởi, mau tỉnh lại đi. Mã Mạnh Khởi, Mã Mạnh Khởi, Mã Mạnh Khởi à, huynh mau tỉnh lại đi. Mã Mạnh Khởi, mau tỉnh lại đi. Mã Mạnh Khởi, nè, uống thuốc đi. Huynh mặc quần áo vào đi, mau mặc vào đi. Xong chưa? Vết thương của ta đau quá, không mặc vào được. Kêu huynh mặc vào thì mặc vào đi. Xong chưa đó? Muội nghe mệnh lệnh của ta, được không? Ừ. Quay về bên phải, quay qua trái. Rốt cuộc là sao đây? Tiến về phía trước 2 bước. Tiến về phía trước. Xong rồi. Huynh bệnh hả? Mau mặc đồ vào đi. Bụi mưu sát ta. Ai bảo huynh trêu chọc ta chứ? Đây chẳng phải cảm ơn tấm lòng của bụi sao? Nhìn thấy huynh đang bị thương, ta mới tha cho huynh đó. Huynh thật là... Ta làm sao biết được, mùi lại chua duyên vô cớ vậy chứ, lại xuất hiện bên ta. Ta kỳ quá như vậy đó. Còn huynh một mặt thì lại muốn đơn chiến giết Triệu Tử Long, còn mặt khác lại muốn đem lương thảo đã cướp được đem trả lại. Huynh rốt cũng muốn làm cái gì đây? Ta chỉ muốn xem Triệu Tử Long này rốt cuộc là thánh thần phương nào, lại có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể khiến bụi của ta không thèm ăn uống gì cả, có thể khiến người ta thích nữa, cam tâm tình nguyện đi theo. Người huynh thích là ai vậy? Huynh không phải thích ta đó chứ? Không thể nào, không thể nào đâu. Huynh sẽ không thích ta đâu. Mùi thật sự không nhận ra chút nào sao? Mùi có cảm giác rồi hả? Không có cảm giác. Không thể nào. Huynh mới gặp ta mấy lần, sao có thể thích ta được chứ? Mùi báo thù cho cha, không quan tâm tất cả hậu quả, đi giết Diên Thiệu. Lúc đó ta nghĩ mùi vừa thô lỗ, vừa không có đầu óc. Nhưng mà sau đó lại nghĩ, chính là vì mùi không có đầu óc mới khiến cho người khác thích. Bệnh rồi. Sau đó ta lại nghĩ, người lắm lời như muội, nhưng nói chuyện cũng không đúng trọng điểm. Huynh, mỗi lần mùi rời khỏi ta, trong lòng ta luôn thấy trống trải, giống như không khí xung quanh toàn bộ cương tụ lại. Bảo Quyền, mùi biết không, mỗi lần ta cứu mùi thoát nạn,
so với giết giặc trên chiến trường càng có cảm giác thành tựu hơn. Tuy rằng Mùi hay nhiều lời nhưng không có trọng điểm, nhưng mà ta chính là đối thích Mùi. Bảo Nguyệt, Mùi vừa đơn thuần vừa dũng cảm, ta chính là muốn bảo vệ Mùi. Mùi nói có phải ta thích Mùi không? Không được, thiếu chủ không được thích ta. Vì sao ta không thể thích Mùi? Là bởi vì trong lòng của Mùi có người khác rồi đúng không? Vậy Triệu Tử Long có thích Mùi không? Mùi không phải là cứ bám riết người ta chứ? Bảo Quyền, ta có người ta thích, Mùi cũng có người Mùi thích. Chúng ta sao lại không cho một đối phương một cơ hội đi, để xem rốt cuộc là ai kiên trì hơn. Hôm nay có thể đấu một trận với thiếu chủ Tây Lương coi như là gặp may. Vẫn là mời thiếu chủ quay về dưỡng thương cho tốt. Vết thương hôm nay coi như là bảo quyền để lại cho ta kỷ niệm. Đúng rồi, trước đây ta và Mã Hầu khởi sự ở Hứa Xương, có mấy phần nghi ngờ, một phần cho rằng hắn đo hàng tào tặc. Ta cũng cảm thấy xấu hổ về việc này. Ngươi hiểu làm phụ hậu ta rồi. Người ngươi có lỗi nhất chính là muội muội của ta, Du Ngọc. Mở cô nương, cô ấy vẫn ổn chứ? Muội muội của ta có ổn hay không, thật không dám phiền Triệu tướng quân lo liệu. Trận chiến hôm nay trên chiến trường, ta nhường cho ngươi là đối thủ. Có điều, việc ngươi có lỗi với muội muội của ta, ta nhất định sẽ tìm cơ hội tính rõ ràng món nợ này với ngươi. Mã Mạnh Khởi à, thiếu chủ quá vô lý rồi đó. Chuyện tình cảm á vốn dĩ là không thể miễn cưỡng được. Thiếu chủ nói xem, đại nhân như hai người dẹp chuyện đại sự sang một bên, hai người lại vì chuyện tình cảm một nữ nhân mà ở đây ta sống người chết, còn gì là anh hùng hảo hán nữa. Bảo Quyền, ta cảm thấy Mùi nói đúng. Ta hy vọng Mùi nhớ kỹ những lời Mùi nói hôm nay. Hả? Là có ý gì đây? Ta chỉ là nhắc nhở Mùi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Thiếu chủ nói ai vậy? Triệu Tử Long, hôm nay trong trận chiến có ta và ngươi. Ngươi vì ta mà chặn cung tên của kẻ tiểu nhân nào đó bắn. Tình nghĩa này ta nhận rồi, nhưng mà trước khi còn chưa làm rõ chuyện tình cảm của huynh với muội muội ta, ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói cách khác, nếu một ngày nào đó trên chiến trường ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình với huynh. Nè, nếu sau này mỗi người chúng ta vì chủ mình mà tận trung, ta sẽ quyết không nhường nhịn huynh nữa. Bảo Quyền, Bùi có biết từng ngày quen biết với Bùi câu nói nào là nhiều nhất không? Ngày sau gặp lại. Được, vậy ta lại nói thêm lần nữa, ngày sau gặp lại. Xem ra Mạnh Khởi huynh cũng là một người trọng tình trọng nghĩa đúng không? Đúng vậy. Ta có thể nhìn ra trái tim của huynh ấy đã có mùi rồi. Đúng vậy. Ê, Tử Long, huynh đừng có hiểu lầm mà. Cái gì gọi là trong lòng có ta chứ? Thật không phải có ta mà.
Tham kiến chúa công. Quân sư miễn lễ. Quân sư dẫn theo binh vào sông thần tốc, thực sự là nằm ngoài dự tính của ta. Không chỉ có đội quân của ta và Nhật Đức, mà triệu tướng quân hành quân dọc theo bờ cũng đã đến đây rồi. Tốt quá, thật là tốt quá. Bảo Nguyệt quận chúa, cô đến từ lúc nào vậy? Ngài chẳng có chút cảnh giác nào hết. Ngộ nhỡ ta là quân địch, vậy thì quân của chúng ta chẳng phải sẽ mất đi một vị quân sư sao? Bảo Nguyệt quận chúa, đang nói cái gì vậy? Ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Hôm nay sắc trời ảm đạm, không nhìn ra được dấu hiệu gì hết. Lẽ nào do công lực ta chưa đủ cho nên không nhìn ra được gì? Quân sư à, ngài có nhìn ra được gì không? Theo như ta thấy, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng. Hả? Như vậy sao? Dựa vào công lực của ngài, ngài không đưa ra được đối sách gì hay sao? Ví dụ như ngài tính ra được là khi nào thì chúng ta có thể bắt được Trương Nhậm này. Ta nói cho ngài biết, Trương Nhậm này ta hận hắn đến thấu xương. Giữa Trương Nhậm và quận chúa có thù sao? Ừ, ta không quen hắn. Vậy thì tại sao? Ta không có quen hắn, nhưng ta rất quen thuộc với Bàn Thống, Bàn Sĩ Nguyên. Ngài không biết đó thôi, Bàn Sĩ Nguyên là quân sư trong chuyện tình cảm của ta. Ta có thể cùng với Tử Long hành quân, giúp Tử Long giành được thành tích lớn như vậy, đều nhờ có bạn tiên sinh soi đường chỉ lối. Đến bây giờ, ta và Tử Long vẫn chưa tu thành chính quả. Kết quả Trương Nhậm này đã giết hại quân sư của ta rồi. Thật sự là ta không thể nhịn được mà. Nếu không cần nhẫn nhịn nữa thì thù này không báo, ta không phải là Bảo Nguyệt. Quận chúa thực sự muốn báo thù? Đương nhiên rồi. Nè, quân sư, ta biết quân sư không tán thành cho lắm chuyện ta đi theo quân, nhưng mà ta đã đến đây rồi thì nên giúp đỡ một phần chứ. Ngài đừng coi thường ta quá mà. Quận chúa, ta thật sự có việc có thể giao cho cô đây. Thật sao? Chuyện gì? Ngài nói đi. Thám tử mà ta phải tới kinh thành báo về rằng Trương Nhậm có ba sở thích: thích đánh bạc, háo sắc và thích... Ta biết rồi. Ngài muốn ta dùng mỹ nhân kế đúng không? Ngài đúng là tìm đúng người rồi. Ta nói cho ngài biết, người con gái ai nhìn cũng thích, qua nhìn qua nở, dịu dàng như ta. Ta bảo đảm, tuyệt đối hắn không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Quận chúa, vai chính của nhiệm vụ lần này không phải là cô, cho nên cô không cần phải dùng mỹ nhân kế. Không cần dùng mỹ nhân kế? Vậy thì phải dùng trí tuệ của ta rồi. Mau nói đi, nói đi. Trương Nhậm này ngoài việc mê đánh bạc háo sắc ra, đặc biệt còn rất thích ngựa. Ta nghe nói quận chúa đã từng theo Bạch Mã Nghĩa Tùng, phụ hầu của cô cũng đã từng thích ngựa. Vậy thì chắc chắn quận chúa nhất định cũng có nghiên cứu về ngựa. Đó là điều tất nhiên rồi. Trong khắp thiên hạ, ta biết về ngựa còn nhiều hơn biết về người đó. Ý của ngài là để ta đi trộm chiến mã của quân địch sao? Không không không, ta cần quận chúa mang dạ chiếu ngọc mang đến tặng cho Trương Nhậm mà không để lại dấu vết. Tặng ngựa? Còn tặng cái giả chiếu ngọc? Nhưng đó là bảo bối của Tử Long mà. Chúng ta muốn lấy được niềm tin của Trương Nhậm cũng quá bỏ vốn rồi đó. Chính là bởi vì giả chiếu ngọc là bảo bối của Tử Long, với lại con ngựa này rất là hiểu tính người, quận chúa tặng những thứ này cho Trương Nhậm thử xem ngoài Tử Long ra còn có ai có thể thuyết phục được nó. Quân sư quả thật là người tài, không ngờ có thể nghĩ ra được dùng ngựa làm gián điệp. Quận chúa phải ghi nhớ, an toàn là thứ nhất, tặng ngựa mới là điều quan trọng. Mong quận chúa phải ghi nhớ, một khi gặp được Trương Nhậm, tuyệt đối không đừng vì muốn trả thù mà làm hỏng hết việc. Dạ, Bảo Nguyệt nghe lệnh. Không ngờ ngựa mới là giai chính, dùng ngựa làm gián điệp. Tư duy của quân sư quả thật không tầm thường chút nào. Bảo Nguyệt bái phục. Đây cũng chỉ là ý của Tử Long. Nè, quận chúa cẩn thận. Bảo Nguyệt nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sao Tử Long không tự nói với ta được chứ? Cái này có thể hoàn thành nhiệm vụ không đây? Trong kỹ dạ chiếu ngọc, ta đi thăm dò một chút.
Dạ, tiểu công tử. Thông minh một chút đi. Ừ. Được rồi, ở đây đợi ta. Tất cả hãy giao cho công tử ta. Tài. 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 Lưng. Ơi. Ờ, đền tiền đi. Đền tiền đi. Thu hoài đưa sáng ta giờ. Tiếp tục mày đi. Bắn. Tiếp tục đi. Đặt xong rồi bỏ đặt ta chung ra nha. Huynh đệ à, đây là sòng bạc lớn nhất ở đây sao? Đương nhiên rồi. Thật nhìn không ra, có gì đặc biệt chứ? Ê, Trương Tướng Quân cũng chơi ở đây mà. Ừ? Ông ấy thường hay chơi sao? Ừ, gần đây cứ đánh trận suốt, ông ấy ít đến đây lắm. Ông ấy đến thường ngồi ở đây nè, à, ở vị trí đó. Nè, đặt đi. Tài. Tài. Ôi trời ơi, thôi quên nữa rồi. Quân sư ta đi, chính giờ vào thành, đưa vài chiếu ngọc của ta, nghĩ cách tặng cho Trương Nhậm sao? Cư không cần phải đi nữa, ta đã sắp xếp Bảo Nguyệt đi tặng giúp cư rồi. Bảo Nguyệt? Ta biết, Bảo Nguyệt đang ngoài làm việc 10 lần, sẽ hư hết 9 lần. Nhưng lần này là lấy danh nghĩa của Tử Long, kêu cô ấy đi, cô ấy nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tử Long à, có lúc chúng ta cần phải thích hợp để sử dụng. Võ công của Trương Nhậm không thể xem nhẹ được. Nếu như Bảo Nguyệt xuất hiện kẻ hở, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Nếu như thực sự là như vậy, thì ta chỉ có thể cầu nguyện cho cô ấy, linh hồn của cô ấy ở trên trời. Quân sư. Tử Long à, ý của ta là Bảo Nguyệt cô nương tuy biết võ công nhưng cũng tạm được. Nhưng cô ấy với người chết lại nói bản lĩnh hơn sống còn, lại mạnh hơn Tử Long đó. Quân sư. Quân sư à, ta về rồi. Báo cáo quân sư, hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Nhanh vậy sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Nè, ngài không có biết đâu, ta chỉ là ngồi ở chỗ sòng bài, cứ tùy ý thua lấy một ít bạc, thuận nước đẩy thuyền, đã đem tên giả chiếu ngọc kia thua Trương Nhậm, hắn còn tưởng là được lợi lớn nữa chứ. Lần này không có chuyện gì xảy ra chứ? Huynh đang quan tâm ta hả? Ta biết, huynh chắc chắn là đang quan tâm ta. Thông minh lanh lợi như ta, khéo léo lại khôn ngoan, có tài hùng biện như ta đây, bất kỳ nguy hiểm gì ở trước mặt chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Tử Long à, ta có lợi hại không? Ừ, lợi hại. Ta có ích không vậy? Có ích. Đương nhiên là có ích rồi. Quận chúa Bảo Nguyệt, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Ta sẽ đi thông báo với lại chúa công. Đã tới lúc lấy lại Lạc Thành, dỗ trại khởi binh. Quả nhiên là ngựa tốt. Người đến đó là ai? Dám đến trước thành của ta? Thường Sơn, Triệu Tử Long. Còn có ta, U Châu Công Tôn Bảo Nguyệt. Đợi đã, nữ tướng đó có phần hơi quen. Đó chẳng phải là cái tên mê cờ bạc ở sòng bạc hay sao? Cô ta là người bên địch. Vậy con ngựa này? Trương Nhậm, ngươi tưởng rằng trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta phải lấy mạng chó của ngươi, báo thù cho bàn sĩ Nguyên. Chỉ dựa vào cô thôi sao? Trương Diễm, ta phải xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà có thể cưỡi được dạ chiếu ngọc của ta. Hả? Bọn ta không đánh nữa, bọn ta đầu hàng. Không đánh nữa. Cha, chuyện thế nào rồi? Trường tướng quân hy sinh về nước rồi, chúng ta không thể không đầu hàng. Hàng thì hàng thôi, Lưu Hoàng Thúc không phải rất được hay sao? Thật ra dân chúng vẫn mong Lưu Hoàng Thúc đó vào thành. Người đừng nhìn con này đâu phải con nói đâu.
Con chỉ là truyền đạt lại tiếng lòng của người dân thôi. Người nghĩ xem, Lưu Hoàng Thúc tốt xấu gì cũng là chính tông của nhà Hán, đi theo người như vậy sẽ được tiền đồ sáng lạng đó. Con nghe nói dưới trướng của Lưu Hoàng Thúc không chỉ có gia cát quân sư mà còn mấy vị mãnh tướng nữa. Cha, đi theo chúa công như vậy nó không chừng người có thể trở thành đại tướng quân hậu quốc đó. Được rồi, chuyện thiên hạ đại loạn còn nói là được hay sao? Cha, con nói câu nào cũng có lý mà, người xem. Đủ rồi, con gái à, con có thể để cho cha yên tĩnh được không? Được rồi, được rồi, vậy người cứ nghỉ ngơi đi, con không làm phiền nữa. Chào Ngô Thúc Thúc. À. Cha con đang nghỉ ngơi. Ngô tướng quân, sao lại hoảng hốt như vậy? Lôi tướng quân, xem ra chúng ta buộc phải tiên hạ thủ Di Cường rồi. Là sao? Tuy rằng chúng ta đã hàng, nhưng Lưu Bị chắc chắn sẽ có lòng phong bị chúng ta. Nếu có tí sai sót nào thì sẽ đối gót Trương tướng quân đó. Chẳng thà chúng ta nhân cơ hội giết Lưu Bị đi, báo thù cho Trương tướng quân. Ngài muốn mưu phản hả? Ta vốn không có ý đi theo Lưu Bị, hắn cũng không phải là chúa công, sao có thể nói là mưu phản chứ? Lưu Bị vốn không có ý giết Trương tướng quân, chỉ là Trương tướng quân thà chết chứ không đầu hàng, vậy mới bị mất mạng. Nhưng hai chúng ta đầu hàng Lưu Bị, ngày ấy chắc chắn sẽ không làm khó chúng ta. Ngoài mặt thì nói là không giết, thật ra vì muốn lấy lòng quân thôi. Nhưng cuối cùng chẳng phải cũng giết thôi sao? Hơn nữa, Trương tướng quân thà chết không đầu hàng, trong lòng Lưu Bị chắc chắn sẽ oán hận. Những người khác thì không nói rồi, hai người chúng ta là thân tín của Trương tướng quân mà, Lưu Bị không thể không biết được. Nhưng dưới trướng của Lưu Bị rất có nhiều mãnh tướng, cho dù hai chúng ta hợp sức lại cũng không phải là đối thủ, vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên chúng ta chỉ có một cơ hội. Tối nay Lưu Bị bao quanh Quý Tân Lầu tổ chức tiệc mừng công, tướng quân mưu sĩ nhất định sẽ để Lưu Bị đi trước. Lưu Bị chiếm được Lạc Thành chắc chắn sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó chúng ta sẽ ở hai bên đường chuẩn bị sẵn mai phục. Chuyện này ơi, Lưu Bị không chết chúng ta sẽ không có ngày yên ổn đâu. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, chúng ta không nên suy nghĩ thêm nữa. Giờ đây Lạc Thành đã phá, thành đô ở ngay trước mắt, chiếm lấy thành đô là điều chắc chắn. Nhưng tại hạ chỉ lo châu quận xung quanh sẽ bất an, vì chúng ta có thể chia binh thành nhiều ngã, một ngã đi thu phục tất cả những ngoài thành, một ngã đi thu phục các châu quận của Ba Thục, Đức Dương. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem binh về thành đô thu phục luôn. Quân sư an bài vô cùng hợp lý. Không biết là chuyến này có những nơi nào hiểm yếu? Miền Trúc có trọng binh trấn giữ, nếu như chiếm được miền Trúc thì thành đô giương tay ra mà lấy được thôi. Lưu Hoàng Thúc, nghe nói ngài tìm ta. Bảo Nguyệt, phen này công chiếm Lạc Thành, bắt giữ Trương Nhiệm, công lao lớn nhất là con đó. Đa tạ Lưu Hoàng Thúc. Vậy thì phải nên luận công hành thưởng mới phải. Nói đi, còn muốn cái gì? Thực ra chủ ý đem tặng giả chiếu ngọc là mưu trí chiếm Lạc Thành là Tử Long đề ra. Cái này thì ta biết. Cho nên ta muốn cho Tử Long nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Bảo Nguyệt quân chúa, cô đúng là chu đáo thật đó hả? Nói cũng phải, các tướng sĩ chinh chiến liên miên, mệt mỏi cũng vô cùng, chi bằng hay nghỉ ngơi 3 ngày đi. Thật sao? Tốt quá rồi, ta muốn Tử Long cùng ta đi dạo phố, đó chính là phần thưởng mà ta muốn.
Tử Long, ý của cậu như thế nào? Ta... Lưu Hoàng Thúc đã muốn luận công hành thưởng thì ngài cứ quyết định luôn đi. Tử Long tuyệt đối sẽ không trái lại ý ngài đâu. Đúng không Tử Long? Đúng. Mọi chuyện nghe theo chú công an bài. Được, không thể xem thường trí tuệ của công tôn Bảo Nguyệt được. Như thế này đi, Tử Long nghe lệnh, hôm nay dành cả ngày cho công tôn Bảo Nguyệt. Nếu như cô ấy cảm thấy thích cái gì thì cứ mua hết, có gì ghi lại cho ta. Dạ. Tử Long, huynh có thấy ngày hôm nay đặc biệt lắm không? Cái gì mà đặc biệt? Sinh nhật muội à? Tất nhiên là không phải. Hôm nay là lần thứ hai chúng ta hẹn hò. Huynh nói xem, nếu cứ mỗi lần Lưu Hoàng Thúc thu được một tòa thành lại thưởng cho chúng ta một lần hẹn hò thì tốt biết mấy. Thiên hạ có nhiều thành trì như vậy, ít nhất cũng phải hẹn được đến 50 lần. Chúng ta cứ đi hết tất cả mọi con phố, ý nghĩa biết mấy, lãng mạn biết mấy. Đầu của muội suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện gì vậy? Nghĩ đến huynh đó. Ta thấy muội cứ suốt ngày ở trong quân doanh với đám nam nhân, đã không biết chữ xấu hổ là gì. Sao huynh lại nói ta như vậy? Hai người ở bên nhau thì cũng phải có một người chủ động chứ. Ai như huynh như một khúc gỗ vậy. Nhưng mà không sao, ta bằng lòng buông bỏ thân phận, buông bỏ tôn nghiêm, hy sinh chính mình, chủ động một chút. Muội tuyệt đối đừng có hy sinh, ta không nhận nổi. Ê, hôm nay huynh là phần thưởng của ta mà, quay lại đây cho ta. Triệu tướng quân chào ngài, nghe danh ngài đã lâu. Con nha đầu này, cô đâm vào ta rồi đó, cô biết không? Xin lỗi nha. Triệu tướng quân, ta thay mặt bách tính Lạc Thành hoan nghênh ngài và Lưu Hoàng Thúc vào thành. Cô là? Ta tên Lôi Kiều Kiều, Lôi là đánh sấm, Kiều là xinh xắn đáng yêu. Ta là... Kiều là xinh xắn đáng yêu. Ta thấy cô từng bị sấm đánh nên điên điên dở dở đó. Cái cô này nói năng sao như vậy chứ? Sao lại mắng người ta? Đúng là vô giáo dục. Ai nói chuyện với cô? Thì cô muốn nói chuyện với Tử Long thì cũng phải được ta đồng ý mới được. Triệu tướng quân, từ lâu nghe danh của ngài và Lưu Hoàng Thúc, ta thay mặt bá tính Lạc Thành thật lòng hy vọng Lưu Hoàng Thúc có thể dẫn dắt mọi người an cư lạc nghiệp. Ta mặc kệ cô là Lôi Kiều Kiều hay là Điện Kiều Kiều, con nha đầu hỉ mũi chưa sạch mà dám thay mặt bách tính cả thành, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Triệu tướng quân, chúng ta sau này gặp lại. Nói gì thì nói, cha cũng là tướng quân, sao lại nhát gan như vậy chứ? Uống hết bát canh này đi, đây là do con đích thân giám sát phòng bếp nấu đó. Ta không ăn đâu, ta có việc. Trời ơi, đây là lúc ăn cơm, có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn cơm chứ? Ta đã nói rồi, ta có việc. Cha, chắc cha không phải còn phiền não về việc đầu hàng đó chứ? Lưu Hoàng Thúc người ta vào thành luôn rồi, cha đừng nghĩ nữa. À phải rồi, nghe nói tối nay Lưu Hoàng Thúc sẽ mở yến tiệc khao đại thần đó. Ngài ấy đối xử với tướng sĩ dưới quân mình cũng thật tốt. Biết người biết mặt không biết lòng, hành động bên ngoài ai mà chẳng biết. Cha. Được rồi, đừng nói nữa, ra ngoài đi. Cha. Ta bảo con ra ngoài, con có nghe thấy không? Ra ngoài. Đi. Cha muốn đi đâu? Không phải ta đã bảo con đi rồi sao? Từ khi con bước vào thì thấy tâm trạng của cha bất ổn. Cha, có phải cha đang giấu con chuyện gì không? Ta làm gì có chuyện chứ? Ta muốn ra ngoài đi dạo thôi. Đi dạo cũng cần mang kiếm hay sao?
còn có dao găm nữa. Lại là sao? Ta đã nói rồi, con không cần phải lo. Cha, không phải cha định báo thù cái Trương Nhậm Thúc Thúc chứ? Cha ngàn dặn lần đừng có hồ đồ. Bên cạnh Lưu Hoàng Thúc có nhiều mảnh tướng như vậy, cha không phải đi chịu chết hay sao? Ta thử có cách, con không cần phải lo. Nói vậy thì cha thật sự muốn đi hành thích Lưu Hoàng Thúc hay sao? Cha, sao cha lại không nghĩ thông suốt chứ? Lưu Hoàng Thúc ngày ấy là minh chủ, cha theo ngày ấy tạo phúc cho dân chúng không phải tốt hơn sao? Đủ rồi. Lời tướng quân, hành động lần này của chúng ta đều mãi một phen, 89 phần sẽ không thất thủ, nhưng cũng phải đề phòng, đừng để lộ thân phận làm liên lụy đến người nhà. Cậu thông báo cho các huynh đệ mặc áo dạ hành, chúng ta sẽ bắt đầu hành động sau khi trời tối. Dạ. Lưu Bị là một minh chủ nhân hậu, nếu ngài ấy gặp bất trắc gì, trong thành nhất định sẽ hỗn loạn xào xáo, đến lúc đó ba tánh đều sẽ chịu khổ. Bây giờ chỉ có thể nhắc nhở Lưu Bị để ngài ấy có đề phòng. Nhưng cha ta bắt đầu hành động rồi, vậy thì khiến cho cha rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng nếu không nói ra, e là Lưu Hoàng Thúc sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu nói ra thì cha ta hung quả khó lường. Cuối cùng nên làm sao đây? Đứng lại! Làm gì? Ta muốn gặp Triệu tướng quân. Đi đi, ngươi từ đâu đến đây? Ngươi kêu ta gặp huynh ấy đi, thật sự có chuyện đó. Sao vậy? Tướng quân, có chuyện gì? Ta muốn gặp Triệu tướng quân, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Chỉ là một cô nương thì có chuyện gì quan trọng chứ? Bớt nói nhảm đi, kêu ta gặp huynh ấy đi. Nếu chuyện này chậm trễ thì mấy người có chịu trách nhiệm hay không đây? Cô còn dám ra lệnh cho tôi nữa hả? Nếu huynh có bất mãn gì với ta, để sau khi ta gặp Triệu tướng quân rồi phản ta là được chứ gì? Được. Là cô? Huynh nói huynh quen biết cô ta sao? Triệu tướng quân, ta có chuyện quan trọng cần nói. Đừng có ở đây ăn nói nhảm nhí nữa. Ta thấy chẳng qua là cô muốn tiếp cận Tử Long mà thôi. Ta lòng như lửa đốt đến đây để đùa với huynh thú vị lắm hay sao? Ai biết được lòng dạ cô như thế nào? Một cô nương như cô thì làm sao biết được chuyện gì quan trọng chứ? Không sai. Tóm lại chuyện này một khắc cũng không được chậm trễ, còn kéo dài nữa thì sẽ phạm sai lầm lớn đó. Đủ rồi đó, bớt nói nhảm lại đi. Có chuyện lớn nữa rồi, ta muốn nghe đây. Triệu tướng quân, trước khi ta nói cho huynh biết, ta hy vọng huynh hứa với ta một chuyện. Ta biết ngay mà. Nè, đừng ồn nữa. Tiểu cô nương, cô nói đi. Lên. Tử Long, đi. Không được động. Tử Long, đi bắt bọn chúng lại. Ta rất muốn xem rốt cuộc ai làm chuyện này. Chú không yên tâm, việc này cứ giao cho Tử Long. Nhanh lên, nhanh, nhanh lên, nhanh lên. Không được động, không được động. Đứng im. Bắt hết chúng lại cho ta. Tần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, làm cho Lưu Hoàng Thúc lâm vào cảnh nguy hiểm, lôi đồng nguyện lấy cái chết để tạ tội. Cha, người làm gì vậy? Mau nói với Lưu Hoàng Thúc, người chỉ bị người khác lợi dụng thôi. Nếu trong lòng của ta không có ý khác thì sẽ không bị mê hoặc bởi người khác. Giờ đây một lòng trung thành với Lưu Hoàng Thúc, nhưng ta biết cũng đã quá muộn rồi. Vậy nên Lưu Hoàng Thúc muốn xử lý ta như thế nào? Lôi đồng không một lời oán trách. Lôi tướng quân, ngài đã đi theo Trương Diễm nhiều năm, lập nhiều công lao, một lòng trung thành. Giờ đây đã biết sai thì tốt,
Ta mong ngài có thể lấy công chuộc tội. Lưu Hoàng Thúc, trưởng nghĩa như vậy làm Lôi Đồng cảm thấy hổ thẹn. Lôi Đồng đâu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Lưu Hoàng Thúc nữa. Vì vậy xin Lưu Hoàng Thúc cho phép hạ thần cáo lão về quê. Từ giờ không còn chém giết, rửa sạch tội lỗi trên người. Nếu Lôi tướng quân đã quyết định như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Đa tạ Hoàng Thúc đã thành toàn. Cha, chuyện này không cần phải cảm ơn ta. Người tướng quân cần phải cảm ơn là Tử Long và con gái bảo bối của ông, Lôi Kiều Kiều. Nếu không phải là Kiều Kiều hiểu rõ mọi chuyện, kịp thời nói với ta, e rằng đã gây ra chuyện lớn rồi. Ngoài ra, khi cô ấy bẩm báo với ta, nàng đã bắt ta phải lập lời thề, nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho ngài. Kiều Kiều đúng là một cô gái đầy nhân, đầy nghĩa, đầy hiếu. Lôi tướng quân, ngài có một người con gái thông tuệ và hiểu đại nghĩa như vậy, thực sự đúng là phúc của ngài. Con gái, chúng ta đi thôi. Tử Long, quân sư ở hậu phương điều động lương thảo, không thể lúc nào cũng có thể hiến một kế cho chiến cuộc được. Trương Phi, Mã Siêu, mỗi người đều trấn thủ Quan Hải. Còn Công Tôn Bảo Quyền thì cả ngày bận rộn cũng giúp quân sư trấn thủ Đô Thành. Lần này trở về, huynh trước tiên phải phong quan, nhưng phải một mình gánh vác. Trận chiến lần này rất là lớn, hơn nữa còn liên quan đến sự tồn vong của Ích Châu. Chúng ta không thể thất bại. Xem ra, nhạc nghị bách chiến thuật lại phải thể hiện quy lực rồi. Trên chiến trường, mọi việc đều có thể thay đổi. Thắng và thua chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Là cương vị vô tướng dẫn đầu, ta phải tùy theo cục diện của trận chiến tuyệt cỡ ứng biến. Báo! Báo! Tiên phong của Tào Quân, Hạ Hầu Quy và Cao Tắc đang đóng quân ở Dương Bình Quan. Người nói cái gì? Hả? Cao Tắc! Triệu Tử Long anh dũng, cho nên Hạ Hầu tướng quân nhất định được khinh xuất. Lúc ở Trường Mãn, nhờ vào thừa tướng Vân Hậu không muốn tổn hại tính mạng của Triệu Chân mới trở thành lời khinh miệt. Huống hồ lần này, lúc ở Trường Mãn không giống nhau. Lần trước Triệu Chân hắn đơn thân độc mã, lần này lại thống binh tác chiến. Triệu Tử Long đã muốn chiếm quận Quế Dương, có thể thấy hắn có một vài phần tài năng thống binh, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận một chút.